Lâu đài Anh Thắng, chị Thủy tại Vĩnh Phúc đang trong giai đoạn lắp đặt đồ dời nội thất tân cổ điển cao cấp do Panama thiết kế và sản xuất thủ công 100%. Cùng chúng tôi khám phá quy trình thiết kế, sản xuất, lắp đặt bộ giường ngủ cho con gái gia chủ như thế nào. Quy trình tạo ra sản phẩm. Vẽ tỷ lệ 1:1. Trước khi bắt tay vào sản xuất, giường ngủ tân cổ điển được họa sĩ lên thiết kế theo tỷ lệ 1:1, đảm bảo tỷ lệ hoa văn được chuẩn xác và tinh tế. Đục chạm gỗ. Với đôi bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú của người nghệ nhân đã chạm khắc nên những đường nét uốn lượn mềm mại trên những khối gỗ thô cứng, trở thành những chi tiết hoa văn nghệ thuật giàu cảm xúc dựa theo bản vẽ thiết kế. Ghép ngang. Các chi tiết như đầu giường, thành giường, đuôi giường được nghệ nhân lắp ghép bằng cơ chế ghép mộng vô cùng chính xác và chắc chắn. Khác với các đồ nội thất tân cổ điển khác, đối với giường ngủ sẽ được test sau đó tháo rời các chi tiết để thực hiện các công đoạn tiếp theo. Trà nhám. Để hoa văn, các mối nối được mềm mại và mịn màng hơn phải trải qua 7 lần trà nhám. Với sự kết hợp tỉ mỉ, kiên nhẫn của người nghệ nhân và các dụng cụ trà nhám thô sơ. Sơn. Trong quá trình trà nhám sẽ được xen lẫn quá trình sơn công nghệ cao với công thức 7 lần trà nhám 5 lần sơn, đảm bảo màu sắc cũng như độ nhẵn bóng của các chi tiết và các hoa văn trở nên tuyệt đối. Dát vàng. Công đoạn này đòi hỏi độ tỉ mỉ và chính xác cao của người nghệ nhân. Quy trình dát vàng phải đảm bảo thực hiện qua 6 bước: chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị nguyên liệu, đi keo. Dát vàng, phủ dầu bóng với thời gian và thời tiết phải đạt tiêu chuẩn để có bề mặt sáng bóng, có hiệu ứng ánh kim nhìn vô cùng sang trọng. Bọc nệm.
giường ngủ con gái tân cổ điển, được bọc nệm bằng da bò Ý, với tông màu sáng. Tại phần đầu giường với tạo hình mềm mại và cân đối, đòi hỏi sự tính toán bao quát, chính xác kết hợp thao tác tay uyển chuyển của các nghệ nhân, giúp cố định phần nệm chắc chắn và tinh tế. Lắp đặt tại công trình. Khi tới công trình, các chi tiết như đầu giường, thành giường, đuôi giường, thành giường, giác giường lần lượt được lắp ghép bởi những người nghệ nhân thực hiện trực tiếp, đảm bảo sự chắc chắn, tỉ mỉ và chi tiết. Giường ngủ tân cổ điển được thiết kế đồng bộ với các chi tiết đồ nội thất khác trong không gian phòng ngủ tân cổ điển con gái, mang lại sự đồng bộ trong thiết kế và tăng tính thẩm mỹ cho không gian.